Tại công văn số 3182 ngày 23 tháng 5 2022 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu rà soát đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi thứ tư cho lực lượng tuyến đầu. Để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp Văn phòng Chính phủ rà soát số người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm cho những đối tượng này. Báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trước ngày 25 tháng 5 2022, đồng thời Bộ Y tế nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ 4 cho các đối tượng tuyến đầu đã suy giảm miễn dịch, có kế hoạch đánh giá miễn dịch cộng đồng để chủ động có giải pháp theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.